Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại buổi họp, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã có những câu hỏi để làm rõ một số nội dung về các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về thời gian kết thúc điều tra, xử lý đối với vụ Việt Á. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho rằng, khi nào kết thúc là khó trả lời. Tuy nhiên, tinh thần của Ban chỉ đạo là quyết liệt, chủ trương là làm sớm nhưng cần xem xét kỹ lưỡng vì phạm vi vụ án rộng, liên quan đến nhiều người, trong đó có cả cán bộ đảng viên. Kết luận muộn thì vừa rồi là cơ sở là đường lối là chủ trương. Để trên cơ sở đó trong quá trình xem xét xử lý cán bộ đảng viên vi phạm thì chúng ta có cái phân tích đánh giá điều kiện nguyên nhân bối cảnh để rồi ai đối tượng nào là xử lý nghiêm, ai đối tượng nào là giám nhẹ và ai đối tượng nào là bị. Còn trong quá trình xử lý hình sự các cơ quan chức năng cũng phải phân tích đánh giá ở trung ương cũng như các địa phương là đang nghiên cứu và đẩy nhanh tiến độ để xử lý. Đối với câu hỏi của phóng viên về xử lý vụ Vạn Thịnh Phát như thế nào khi đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết vụ việc đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp diễn ra trong thời gian khá dài. Thường trực Ban chỉ đạo cũng giao trách nhiệm cho các cái cơ quan có liên quan để làm rõ và xử lý. Ví dụ như là trách nhiệm của Ban kiểm tra Trung ương thì sẽ có trách nhiệm kiểm tra đối với cấp ủy tổ chức đảng nào có liên quan. Trách nhiệm của cơ quan điều tra thì tập trung điều tra vào những cái nội dung nào, những cái đối tượng nào để rồi chúng ta sớm kết thúc điều tra và đưa ra xử lý. Và chúng ta làm đồng bộ, cỡ cả ở địa phương và cỡ cả ở cấp trung ương. Liên quan đến việc điều tra vụ án AIC và việc các bị can trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn nhưng vẫn đề nghị truy tố, việc truy tố xét xử như thế nào để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng là câu hỏi được đặt ra cho Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tổng Bí thư nói rằng là dù có trốn ra nước ngoài cũng không thoát được sự trừng trị của luật pháp. Và hiện nay là Ban chỉ đạo giao cho các cơ quan tiến hành tố tụng nghiên cứu những quy định của luật pháp để truy tố xét xử các bị can bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các cái đối tượng mà vi phạm pháp luật bỏ trốn ra nước ngoài, chúng ta đã tiến hành khởi tố điều tra. Nếu có đầy đủ chứng cứ, nếu có đầy đủ cơ sở, thế nhưng mà đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, việc truy nã của chúng ta không có kết quả thì chúng ta vận dụng vào những quy định của luật pháp để xem xét xử lý. Ông Học cũng đã dẫn lại điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa, trong đó nêu rõ bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả thì có thể xét xử vắng mặt để khẳng định cho nội dung đã trả lời trước các cơ quan thông tấn báo chí.